Đặc sự trong lòng của Úc đó là mình có chấp nhận, thật sự trong lòng mình là mình có muốn chấp nhận. Chấp nhận là chấp nhận gì đó. Thật sự ra trong lòng của Úc là mình là có muốn có chấp nhận thì khi xong hay là mình chỉ để tùy duyên thôi. Thì khi sau là dân của mình không Thì bây giờ nếu mà cô thương con thì cô phải thương nó. Thì cũng như nó giờ con mình nó ở như đó rồi thì mình cũng phải chấp nhận nó là dâu. Giờ nó nói chung là nó bị bệnh tâm thần, nó bị bệnh vậy thì cô cũng chấp nhận. Chứ giờ xô đuổi nó đi đâu, giờ nếu mà cô xô đuổi nó cũng đi lang thang rồi. nói lại là những cái mình làm là tốt, là đám cưới thì là sẽ không làm là để cho hai người ta vẫn là tiền duyên. Không muốn làm sao nó hả? Thế còn kêu cô làm đám cưới thì cô không làm. Thì chỉ cho cô hỏi thêm là khi mà các trai nghe cái tin đó mà không biết các trai là muốn như thế nào. Ổng cũng không chịu. Ổng nói là hồi đó tới giờ ở sao thì nó ở vậy thì nó ở, chứ còn biểu là ổng trước thì ổng cũng không chịu. Thì ổng cũng có ý vậy đó, ổng cũng không chịu, ổng không chịu làm đám cưới. Bác trai mà ít nói nhưng mà nói là thôi sẽ chết cho nó. Đúng rồi, ổng nói là con nào mà ra dính con đó. Chứ ổng cũng khó khăn lắm. Tuy là ổng dễ thiệt nhưng mà cái gì ổng nói gì đâu thì ra đó. Chàng là cái quyết định là cái nào mà cái đúng cái đó là theo đúng. Hồi sáng giờ là mình đang chuẩn bị tăng trang cho nhà, đang là chị Kim sau có lấy cơm không? Không không gớ gì vô hết, không gớ nhiều không bạn, không đi một đường không nghĩ lắm, quét nhà không, không có qua có quét có dọn. Sáng bữa nay là thấy được hai bữa, hai bữa là quét nhà, bữa nay là có qua có quét nhà có cửa còn ngậm trong bụng. Không phải con nó kêu nó một hơi nó mới thức dậy, nắm nắm gì đó nắm qua kêu nó thức dậy, nó ngồi dậy nó không nhấc mồm luôn, để vậy đó. Cái cô mới la, con nói sao không vô nhấc mồm cái gì lên mà để cho tùm lum nó ra vậy. Cái nắm cái kia vô nhấc mồm lên, vô nhấc được cái mồm cô vô cô xuống mồm cái mồm cho nó để tùm lum vậy đó. Chắc bữa nay chắc có 9 giờ mới thức rồi. Chắc cũng cỡ gần 9 giờ, tại vì cô bển cô qua là 8 giờ rồi. Càng 9 giờ là nói chung là nó cũng đã thức sớm hơn một bữa rồi đó tôi. Một bữa là tới 10 giờ, 11 rồi, giờ. Lúc nó qua cái lại đi te te vô mùng bà nội, trên sâu còn ngủ nè bà nội. Vô nó dỗ dỗ niệm, nó biểu thức dậy, thức dậy. Vậy mà cũng thức nằm vô, đi lại dậy, vô có đi về lại. Dạ con. Bởi vì vậy, đi ra trong dầm mưa rồi chàng. Về có đi về bển. Sáng nó qua. Cô có nghe chim sâu có mới sáng tác một cái món mới đó, cô có biết không? Nóng đi là chuột nấu canh khổ qua cô. Ngon à, cái đó ngon nha, ngon à. Con nghe món đó là tôi thấy quả chè đậu hả? Quả chè đậu luôn đó, mấy bữa sao cũng tiệu thì còn nó ngon hả? Mà dù sao cũng tiệu thì cũng chưa mà ok, tức là chuột kia á mà vừa mới đứt cái câu nói nghe cái con sao rồi chuột nấu canh khổ qua, cái đó là mới, là cái miếng mới rồi. Món mới thì nó nói như là ví dụ chuột xào qua thì ăn cũng được nha, nhưng mà chuột mà nấu canh hôm qua là chắc cái đó chắc nó ăn lòng ăn nhưng xào cũng ngon xào thì chuột thì nó làm ngay cô mà đó nó giờ luôn đó ở chuột luôn sau này làm tấm đại là nhỏ mày không sử dụng nó làm ngay bắt bắt gì đây thì chưa có cái việc đây có việc nữa còn một trong họ ăn khi nào có biết ra ngày xưa thì nấu cơm ăn, người mua đồ ăn về tự mình làm, tự mình nấu mình ăn được. Thế cái chung khi nào mình rồi đó hoặc tắt hết mình phải lửa đó, mình ăn thứ đúng là ngày ngày nha. Đó đó. Chưa còn cái như là nhưng mà không phải là cô chê cái gì mà thấy cái tính cách của nó làm là cô tưởng tượng thôi là cô không làm được vậy thôi, tại vì cái món nó độc quyền quá là cô tưởng tượng là cô ăn không được. Có thể nào cô nghĩ lại một ngày nào đó cô sẽ thử không cô? Không, bây giờ không cứ nói món đó đi, như những cái món bình thường khác là sao nấu rồi chắc là mình bây giờ cô nói thẳng luôn là cái gì trên sau làm là không. Chứ đừng nó tới cái thùng nước mà
cô mua đó, uống nó uống mà cô lâu con gì đây mà cô thấy thùng nước thì cô cứ hết là cô hết mua nước ở ngoài cô về cô uống hay là cô xách cái nước nó bẩn ra đây cũng tại vì cô thấy vậy là cô rất tội nghiệp cho con ra cô nói thiệt rất là tội nghiệp con của cô tại vì bây giờ nó ở đây rồi thì làm cái gì thì nó ăn trời đó đứt nó làm lâu thì út cũng nuôi nó cô cũng như đứt bây giờ vậy đó nhiều khi cô bển cô làm đồ ăn nó cô kêu ông qua lấy về ăn thấy con thấy nó làm điện biết thì thấy nó ăn điện cũng tội nghiệp cho nó đi nhiều khi cô làm cái cô điện nó kêu nó qua lấy về ăn bình thường qua bản mà để lấy cái thời gian thì cô gì nào cô điện thì nó qua nó lấy biết cô phần cô cũng như cô thương nó thấy nó tội nghiệp bên bển mà cô ăn cái gì mà hơi ngon ngon là cô không có chịu nổi thấy tưởng tượng như con biết bên đây là nó có gì nó ăn là không thì có rằng cái món mới của chị Phương Sau nãy đó là chuột nấu canh khổ qua thì các bữa nào con sẽ yêu cầu chị Phương Sau nấu bữa đi mạnh nên yêu thích hơn nữa mời ngọc giao gì ngon mà nấu chín hết trơn gì cũng ngon mà ngon chắc ăn nhanh tô quá nè đúng rồi ta hấp xả không được ta hấp cơm luôn cô hấp cơm luôn á ngon quá cô nói nghe hồi đó cô mới về với ba nó nghe ẩm thì gà chuột nhiều chuột rất là ngon luôn rất là ngon luôn đấy ngon. Rồi cái ổng kêu là ăn thử tại như ổng để vô ổng hấp ổng hấp ổng nói ăn thử đi ăn như thịt gà vậy đó ngày đó hay làm sẽ chuyển qua cái ngày khác thôi cô. Cô tính là cũng như bây giờ hồi đó nó cô mặc cô kiếm mốt mấy nhưng mà cô cất cái nhà là sửa thôi chứ không có cất được cái nhà như vậy. Thì bây giờ cô được cái nhà này như vậy rồi thì chắc cô bán nhà rồi ta mua về thật sự cất đi cái con nó mà. Dạ. Cô nghĩ là như là cô bán người ta luôn tại vì cô mua là cô bán là người ta ăn thì nó mặn ta mua về nhà cho mặn thôi bắt lên mướn cái nào mướn chứ bây giờ mình có nhà cửa đàng hoàng tử tế rồi chỉ là mình thất đổi ngày nào bán được ngày nào thì ăn trong nhà thì ấy chứ phần đức bây giờ nó cũng nhẹ thì nó cũng đỡ cái đó là không biết được là nhưng năm mười bữa nửa tháng nó rất là tản vừa tiểu cho nó cô khổ ta khổ lắm ấy rồi thì phải lo và cô với ổng dịnh ăn phải lo cho nó đó, lo cho nó đầy đủ hết đất nào sửa mà đất nào tả mà rút thời gian nó qua bác sĩ tịnh chị cho tôi đi chị cho nó với bác sĩ cái này nè rồi ổng mới cho cô mua một viên thuốc là 70 ngàn và hai viên cho uống hai viên là tới bây giờ nó khỏe đó khỏe tới giờ luôn đó nó không có mệt nữa dạ. Cũng như là 2 viên 140 đó có bác sĩ cho uống 2 viên thôi mà trước khi bác sĩ cho uống mà bác sĩ hỏi bây giờ tôi cho con 2 viên thuốc mà 1 viên 70 ngàn con mua nổi cho nó uống mà con nói bây giờ cỡ nào thì con cũng phải lo cho nó tại vì cô có mình nó thôi thì cô cũng phải gắng mà lo mình mua cho nó 2 viên thuốc cho nó uống là cái giờ nó khỏe có khỏe cái gì 2 viên đó cái thời điểm đó chắc cũng lâu rồi là cái giá chứ không là cũng hơi gọi là cao luôn chết rồi nó đi rồi già biết đó là cũng cao á nhưng thuốc nó là nặng tiền phiều phiều lâm thì bốc hơi ấy chân chết là đứng đi ra là chắc đi qua đường quá thì bây giờ ở nhà là dạch cũng tập ra nó nào nghe thì nó ghép tài chữ thì nó chưa có ghép được nhưng mà nó giờ mới chữ gì nó đọc được mấy chữ khác thì nó đọc được đó. Còn số á là hôm đó là chỉ đọc biết mấy con số hết luôn thì bữa nay ghép được rồi là nó để số 2 với số 3 là nó hỏi bà nội con đố bà nội số này số gì nó bà nội không biết nó nói con 23 nó bà nội vậy bà nội cũng không biết nó cũng giỏi đó thì tới vô học rồi con không biết làm sao là ở bên bển mới đứt ở bên bển với hai bé là cái công việc mà nó bé nó học rồi hai bé cũng dạy con bé đó luôn rồi làm về đây ba bé dạy không ở bển cô còn cô dạy cô ấy nữa nó nào cho nghe đi bác nó thẳng không biết đây là ông nội không có biết chữ cô có biết quật quẹt gì đó con dạy được ông nội thì không có biết chữ cũng tội nghiệp chết rồi thái gì dưới rồi bà nội thấy thì bà nội chỉ dạy thì nó
chứ còn cái gì ông nội dẫn không cứu kỹ. Dạ thôi thôi bà nội tự muốn ăn đi hả? Rồi ăn gì bà nội ăn cái gì? Đủ thiệt chứ. Hả? Đút đút nội ăn đi. Con đút cho bà nội ăn hả? À. Có cơm cho bà nội ăn nè. Còn ngủ ngoan ghê nè. Tổ đồ. Ôi trời. À được rồi bà nội, được rồi để đi luôn. Tin chưa? Con mới bới thì nội ăn đó. Con mới bới thì nội ăn đó hả? Dạ. Em đi tự ăn một mình đây. Bà nội tự ăn một mình luôn á hả? Để cho bà nội ăn cái gì? Được rồi. Cảm ơn nhiều. Đi chuột ra, chuột có canh hôm qua cho mình thôi. Lấy chuột hay gì con? Thôi nghe mà nói đó thôi nghe. Cái này là đồ ăn sớm hơn, có lúc làm hơn là chị. Vậy đó. Bây giờ thấy mắt yếu quá, đi gà chuột nó bị ông chích hoài. Rồi không có thấy rõ, rồi nhìn ra ông nó ở trong bụi cỏ, rồi ông dạch á. Chích ông hoài, ghét rồi nó thôi nghỉ đi mà. Nguy hiểm quá. Dạ, nguy hiểm quá, thôi nghỉ đi, kêu ông nghỉ. Ông đang ngõ thì nó đỡ chút, rồi gặp cái ông chúa rồi đâu, rồi chết rồi. Nó nha. Dài bữa cái sâu chạy kịp. Dài bữa cái sưng cái tay, đủ đủ nghe chích vậy đó. Ông dễ không thôi, ông lỗ là mệt lắm nghe chú. Gặp ông đó rồi đó, quánh là đi luôn rồi nha. Cái ngày đó cực quá luôn. Cũng khổ quá bởi vì con nói thôi thì không nói anh nghĩ. Cái đó mình đi dài theo giường không à, theo hầm đó. Mình dài cho cấm nhân luôn à. Cấm nhân. Con là 700-800 gram, ký cũng có nữa. Nhà có cái chuột bự mình dài ít mà nó nhờ đó nó có ký. Cơm nghe chú ha. Cơm thì ít, cũng nhung mình á. Cũng nhung, cũng nhung chụp đặt cái này là tiền cao quá. Ngay hơn đó thì ổng dài cũng nhung, nhà cũng kiếm được 100 mấy, 100 ngàn. Yeah. Khi 70-80 ngàn cũng chừng. Đấy xui, dài cái này cũng hên xui. Chú đặt cái đó nhiều gặp không chú? Có mấy chục cái. Vậy thì đặt theo hầm đó, cũng đặt chú đặt vậy đó. Cũng xa đường. Bây giờ nếu mà mắt chú khỏe lại thì chú có cái hướng nào khác ngoài cái hướng đặt gặp không chú? Bây giờ nói chung ra thì chú lớn tuổi rồi. Thời gian bên đó thì chỉ mà hướng là mình có cái là mình đi biểu hầm người ta. Dạ. Đó. Biểu hầm thì còn đỡ chút. Mà còn cái mình nếu mà mướn chuyện khác nữa thì cái chết nặng lắm. Mà không nổ. Cái gì? Hầm đó chứ đâu phải nhẹ đâu. Ngày cũng đi cho cá ăn cá tấn thức ăn vô bếp không? Đó chắc chú lạnh nổi rồi. Giờ thì thấy nó cũng yếu lắm mà thấy giờ người ta cũng kêu đi quay giữ hầm rồi mà thấy giờ hai mắt nó còn mờ quá thì mình không đi làm. Lúc mình thấy mình yếu là lúc khi cá nhỏ thì nó ăn ít. Hơn cá lớn gần bán thì lúc đó nó ăn nhiều. Giữ hầm nó quét ít hầm. Tại đó là cũng 3-4 cái hầm. Cô đi tới mùa cô đi móc lúa. Móc lúa. Cô đi móc lúa rồi kia thì ổng đi làm. Dạ. Bây giờ cô lớn tuổi rồi cô đi móc lúa móc không nổi nữa thì đi hơn. Đúng rồi đó, còn nhỏ rồi, không có gì đâu. Dạ. Mà người tấu cái này. Ông bây giờ nó trông ra nó đâu có sung sướng. Nó mẹ lắm. Một việc gì nó chung ra cũng đánh giá cho nó hết. Thì mấy anh em mà có lại đây ghi hình chia sẻ thấy chú làm mọi việc luôn á. Thấy chú kêu Long kêu gì sơn cái bụi giạc đó mà nó không làm được luôn. Đó đó, cậu kêu tự cũng đó thôi, bữa nay lúc mà chưa mà có mà chưa có sửa sạn mà về nhà mới bên đây. Dạ. Về rồi cũng mang nó làm nó làm. Nó làm như trong mình cũng mẩy mà xa cô cũng không hiểu nó được luôn. Cô khổ tâm nó lắm. Cái này chiến các nhà xong chứ cũng phải tới lui thường xuyên quá cô. Đúng rồi, cô có nhà rồi là cô cũng tới lui về nhà chứ cô đâu có bỏ gì đâu. Dạ. Đó, cô thấy là sáng là cô qua bên đây là cô dọn dẹp quét nhà quét cửa. Nó còn nằm trong mùng lông nó đi uống cà phê. Dạ. Thì giờ cô nói về cô cũng không có chấp nhất thì nó tại vì nó mang cái bệnh gì rồi. Dạ. Thì thôi kệ đi.